Jin bị truyền thông hỏi chặn đầu, Ngô Đình Nam đỏ mặt, phải bỏ chạy trốn. Hot TikToker Jin vừa có màn xuất hiện trước truyền thông, tự tin sấn đôi cùng Ngô Đình Nam khiến cư dân mạng xôn xao. Đây cũng là sự kiện hội tụ nhiều TikToker và đặc biệt hơn là đi cùng với cậu em thân thiết giữa tin đồn đang yêu nhau. Jin là nữ TikToker những ngày qua đang không ngừng gây bão trên mạng xã hội với đoạn clip công khai người yêu. Theo đó, Jin, Bùi Thảo Ly đã khiến netizen không khỏi tò mò bởi đăng clip dùng công nghệ AI hoặc hình hóa bạn trai khóa môi cực tình tứ. Tuy không công khai mặt, nhưng qua những chi tiết như vòng tay, mái tóc, dáng người, thì netizen đều đồng loạt nhận định đó là Ngô Đình Nam, cậu em thân thiết, đồng hành khá lâu với Jin. Mới đây xuất hiện tại một sự kiện của người chị em thân thiết, TikToker Conpin, Jin một lần nữa nhận về nhiều sự chú ý của truyền thông. Theo đó, đây là lần đầu tiên Jin và Ngô Đình Nam sánh đôi cùng nhau, chạm mặt trực tiếp trước truyền thông sau đoạn clip khoe người yêu của nữ TikToker. Khoảnh khắc cả hai bẽn lẽn trước chốn đông người càng khiến tin đồn yêu nhau ngày càng lan rộng mạnh mẽ hơn. Chưa hết, Jin còn bị truyền thông chất vấn thẳng, hỏi phủ đầu về clip này. Cụ thể, Jin đã bị hỏi thẳng về danh tính bạn trai, yêu cầu công khai trước mọi người. Ngay lúc đó, Jin đã vội kéo ngay người bạn thân thiết của mình vào trong khung hình để cứu nguy. Đó là TikToker Dương Quốc Mỹ. Bị mọi người tỏ thái độ không tin, cô liền kéo người tiếp theo là TikToker Huỳnh Nhật. Tuy nhiên, tất cả mọi người đều biết cô đang đùa để né tránh câu hỏi. Tuyệt nhiên, Ngô Đình Nam không bị cô lôi vào khung hình. Động thái của Ngô Đình Nam càng khiến nhiều người chú ý khi đứng trước tình cảnh này. Cụ thể, nam TikToker đã phải đỏ mặt, tỏ thái độ né tránh và ngại ngùng. Chưa hết, anh còn vội bỏ chạy, né camera và từ chối trả lời trước những câu hỏi liên quan đến Jin. Nhiều người cho rằng chắc chắn mối quan hệ của cả hai trên mức chị em mà cả hai tự nhận. Nhờ vào hiệu ứng công khai bạn trai, vì thế Jin xuất hiện ở đâu cũng tạo nên cơn địa chấn về chuyện tình cảm mà cho dân mạng đang ra sức đồn đoán đẩy thuyền kịch liệt cho cô với Ngô Đình Nam, thì nữ TikToker vẫn chọn cách im lặng, không lên tiếng xác nhận hay phản đối. Trước đó, cô cùng Ngô Đình Nam đã nhiều lần vướng nghi vấn hẹn hò bởi độ đẹp đôi, tình cảm khánh khít mà cả hai thường xuyên công khai trên mạng. Ngô Đình Nam sinh năm 1999 tại Bà Rịa Vũng Tàu. Trước đây, anh từng học Đại học Sư phạm Kỹ thuật, nhưng vì đam mê nghệ thuật nên anh quyết định đổi hướng trở thành sinh viên khoa thanh nhạc tại Nhạc viện Thành phố Hồ Chí Minh. Anh là TikToker trẻ nổi tiếng với những video hát triệu view trên mạng xã hội. Thời gian gần đây, anh còn gây xôn xao khi tuyên bố lấn sân sang lĩnh vực âm nhạc và mong muốn trở thành một nghệ sĩ biểu diễn, nhạc sĩ. Ngoài những clip hát triệu view trên mạng xã hội, Ngô Đình Nam còn là một võ sĩ vô vi nam chính hiệu. Anh học bộ môn này ngay từ bé, đạt đến đai vàng và từng tham gia thi đấu ở nhiều cuộc thi trên toàn quốc. Hiện người hâm mộ đang vô cùng trông chờ mà lên tiếng xác nhận thông tin về danh tính bạn trai từ Jin. Riêng các fan ship câu bồ cho cô với Ngô Đình Nam thì hơn ai hết đều mong ngóng người ấy chính là anh chàng gốc Vũng Tàu này.